Đây đâu, chắc xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể anh em chơi giao lưu trên Tổ quốc. Hôm nay là ngày 24 tháng 11, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube Các Phát Triển. Hôm nay thì em xin lại giới thiệu đến các bác một chiếc âm ly mini đến từ thương hiệu của Sharp, model của nó là VO300SA. À, đây là một chiếc âm ly nhỏ gọn, nó sở hữu cái xe ngang của nó là 33 cm, chiều sâu của nó là 30 cm và chiều cao của nó là 5 cm, và nó nặng khoảng 3,5 kg. Thì chiếc âm ly này nó sử dụng nguồn điện là 100V, công suất của nó là 33W, cấp tốt trước dòng loa có trở kháng là 8 ohm và bắt 20 cm trở lại. Đấy, các bác nghe trong phòng rất là tuyệt vời. Đấy, ngoài cái chức năng nghe nhạc hay kênh ra thì nó có chức năng để xem phim. Nó sử dụng cả những dòng loa sụt dao, chẳng hạn là center hoặc là phía trước là phía sau. Nhá, đây nó một cái dàn đèn đây. Đấy, báo hiệu cả trước và sau. Rất là tiện lợi. Âm ly này thì không có chỉnh bass chết nhưng âm thanh còn rất là tốt. Đấy, và hôm nay thì em xin quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Thì chiếc mi này thì có hai đường vào, đường aux, đường video. Đấy. Còn đây là defo, là đánh defo. Còn đâu là dùng sụt dao đây. Đấy. Thì ta dùng đường này. Âm mê volume, còn đây là cái chỉnh. Đây không phải chỉnh ba lăng, đây ba lăng là ba lăng có cái phần loa sụt dao đấy. Còn ba lăng là chỉnh phía trái phải theo phía sau một chút để quay với các bác. À. Và đây là phần ngoại hình. Ngoại hình của chữ bên này thì cạnh đây cạnh đây có cấn nhẹ này. Đấy, đây là cái đèn đèn vải bên trên. À, phần lắp lưng của nó khá đẹp nhé. Đường bên đây đây có vết xước nhẹ này, cạnh trên của nó đây, cạnh trên của nó thì có xước nhẹ thôi, nó kẻ. Ở phía sau đây, ở phía sau model của nó đây, VO300SA, điện 100V, công suất 33W, và sơ đi máy của nó là 316826, nó có trở kháng là 8 ohm, ghép là 8 ohm. Đây em ghép với đôi loa kit Q80 mắt 20 đồng trục, là một chút em test nhà cho bác. Mà nó đây là đường vào này, tín hiệu đường vào hai đường, và đây đường video vào. Đấy. Đây tín hiệu ra. Ra đây là dành cho loa phía trước và phía sau. Đây là center ở giữa này. Đây là cái chỉnh bass chết này. À, quên chế độ chỉnh này, trái phải. Tự nhiên này mất tiếng ạ. Đây là phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong của chữ bên này, thiết kế khá là nhỏ gọn. Đấy, cái phần quần này nằm thấp bên dưới. Đấy, dùng một con sò than này. Đấy, rồi tủ đọc nguồn có Lichicom này. Đây là phần đáy phía dưới đây. Đấy. Đấy. Rồi, và sau đây thì em test chức năng hoạt động của chữ bên này. Đấy. Cái chữ bên này em ghép với đôi loa của Anh Quốc Kip Q80 nhé, để bác được thưởng thức. Và giá của chữ bên này thì bên em bán với mức giá là 650.000 đồng, em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Món nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Trong quá trình nhận hàng các cái test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi đến bên em kiểm tra đúng đủ tiền 100% cho bác. Hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy theo mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu không may sản phẩm không bị lỗi mà không thợ sửa, tiền phí thì có thanh toán giúp em.
Làm giới thiệu ở thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23269, có thể liên hệ trực tiếp và kết bạn là Zalo với em để tiện trao đổi nhé. Và hôm nay thì em xin test một bản nhạc của Trung Quốc để bác nghe. Và trong quá trình test thì em sẽ test các chức năng thì các bác xem mấy video giúp em. Đây là ghi là ba lăng nhưng không phải là ba lăng chỉnh trái phải được, cái này là chỉnh của cái những dòng loa. Hoặc chỉnh trái phải đấy, chỉnh ở volume phía sau thì một chút nữa chỉnh cho bác xem quan sát nhé. Đấy, đèn đèn này. Đấy. Rồi, em xin phép được dừng
video tại đây thì các chức năng hoạt động hoàn hảo. Các bác vừa để nghe nhạc hoặc các bác dùng để các bác xem phim cũng rất là tiện lợi. Đấy nó gọi là chức năng xuất tàu mà. Đấy. Như kiểu dạng là loa 4.1 gì đấy nhé. Và giá thì bên em bán mức giá là 650.000 đồng, em bao ship toàn quốc, chỗ nào chuyển đổi tiền, nào đặt cọc thì từ trả tiền ship cho em. Số điện thoại là 0907 23 269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.